đẳng cấp thế nhở. Con này đây là nhà tự căng hay là đi ra quán căng? Thảo thật đấy. Bao tiền? Đây là người ta cứ chấp vá tất cả những thức thừa vào cho mình à? Hay thế nào? Đây anh thử mấy quả xem nào. Trời ơi, còn cún cán thế này nữa. Được đấy. Mấy thằng này sang đú cuốn cán vải này. Đặc biệt lắm. Mình mua này về chỉ được làm cái video thôi, chứ nó cuốn này mình còn lỗ vốn. Ảo thật đấy. Phải bán 15 nghìn một lần cuốn. Thêm một tí nữa. Để thôi. Rồi, cắt đi. Cắt cho chéo đi xong rồi vát vào. Em mua phân rôm chưa? Mua làm gì? Phân rôm này nó đẹp. Quả keo này ngon vết, đưa cả giày mày xem nào. Hôm trước bung cả đế ra đúng không? Ảo thật đấy. Nhưng mà đánh thì không đánh ngay được, phải là chắc là phải để nửa tiếng nhỉ. Thế mày phải trả tao 100.000 tiền keo. Không. Chứ không nhá. Mày cầm đi, mày dán giày thì mất mấy trăm nghìn. Thôi giả tao 100.000 tiền keo nha, cẩn trương. Được đấy, keo này được đấy. Giày hôm trước bung cả đế ra, hôm nay lại dán được. Tỷ số là 90. Ai sẽ là người nhận được miếng dán đầu vợt đây? Ui dồi ôi. Thảo đang chơi với lối đánh bèn cầu. Úi dồi ôi. 10 đều rồi, rất căng thẳng. Xếp 11. Ôi giời ơi. 11-10. Và cầu quyết định. À chả, Thảo chơi cầu. Ôi giời ơi, 11 đều. Tỷ số 11 đều rồi. Các vận động viên cần phải rất là chắt chiu cho những cơ hội của mình. Ai rồi ôi, 12-11. Hội đã hơi chủ quan rồi. Ôi, 12 đều. Thôi xong rồi, trái tay xong rồi. Ui giời ơi. Ôi, hội không chống đỡ nổi những pha cầu ép trái tay của vận động viên Phương Thảo. Úi giời, tôi xong rồi. Ai chạ. Hội đã thua cuộc. Ta còn hai cái miếng dán đầu vợt này, đứa nào đánh thắng xét 11 thì tao cho. Được chưa? Không, anh ơi. Thằng này gọi ra để cho nó đánh. Đây nào. Ấy, hai vận động viên đi học về và thi đấu. Có tí phần thưởng ấy hàng ngày. Ui giời. Xếp 11 nhá. Rồi, căng không. Thảo quả này ra đi rồi, tỷ số là 26 rồi. Ui giời. Hay quá. Ui giời ơi. Thay cuốn cán HBT cho quả vật độc lạ các bạn nhá. Ui giời, đã chưa chí đã bắt rồi. Trong cái lòng thằng này mới to anh nhá. Mới đấy. Ui giời ơi. Cái gì đây? Vợt này chắc phải cổ chục năm rồi. Ôi giời ơi. Cổ lắm rồi. Phá thạch đến nơi rồi. Quả lưới này nhá, độc nhất vô nhị ở Việt Nam luôn nhá, không lâu có đâu nhá. Thập cẩm luôn. Cầu vòng luôn. Xem nào. Cắt ra răng rán ra. Đây thằng kia bóc cái hai cái lớp băng dính lên rồi đấy. Cả bán không? Hiệp chơi kiểu tiết kiệm quá. Anh toàn cho em cái thước dòng này. Bao nhiêu cân? 10 cân đây. Em 10 cân. Chơi tiết kiệm thôi, vật của dứa cưa lưới 20k, công cẳng 25k nữa là chơi ngon lành. Tổng vị chi là mất 45.000 cho một lần đứt cước của dứa. Trước đây thì căng 65 ti là khoảng tầm mất 150. Mới có 5 tuổi chơi thế là hợp lý rồi. Gãy hết vật rồi, Nano Flare 700 rồi 1.000 Z cũng ra đi hết rồi. Từ giờ trung thành với em Kumpo Hồ Bắc này thôi. Nhân tiện là quả lưới nó đang sắp đứt thì thôi cắt luôn, lên quán thay lưới mới luôn. Phải đưa căng cho em cái Xbow 65 của anh cho êm tay. Được 1 cân anh nhé. Ôi trời ơi. Đấy, ông bà vẫn luyện tập. Ui giời, ve quả hay quá. Bà rất thích đánh những quả ve trái tay.
Ui giời ơi, vẫn còn. Mẹ ơi, mạnh mạnh. Ui giời ơi. Hay quá. Bố nhẹ thôi, nhẹ thôi bố. Bố mạnh nó mất đường cầu của mẹ. Vì à này. Hắn còn, hắn còn. Ui giời ơi, trượt mất rồi, tiếc quá. Hơi tiếc. Bây giờ sẽ là đường cầu triệu view tiếp theo. Ui giời. Ui giời. Bà bắt đầu đỡ được những quả qua đầu. Khó rồi. Đây rồi. Ông có đỡ được không? Đây rồi. Ai bao rồi. Ui giời. Cái sơn logo vợt này nhìn gần trông nó cũng không ra gì cho lắm, không đặc sắc cho lắm. Nhưng mà đứng ở xa mà nhìn đánh quả cầu cũng hay thế con. Nào con đứng đây bà xem nào. Đấy. Giơ vợt này, con giơ vợt này. Giơ vợt đánh cầu đi. Giơ vợt đánh cầu đi bà xem nào. Thì nó lại đẹp đẹp. Nhìn xa rất hay nha, nhìn xa nó rõ hơn. Anh em thấy không? Đấy, con đập vào cầu bác xem nào. Đập vào cầu bác xem nào. Ui giời. Thế nào căng 12 cân. Mày á, mày đánh vợt 12 cân á. Chịu. Chú mà đánh 12 cân nữa gãy tay. Bây giờ chú chỉ đánh có 11 cân là đã oải rồi. Có khi đánh 10 cân cho êm. Mẹ đánh 12 cân. Bao tiền tiền lưới. Ui giời. Bây giờ chú bảo nhá, trẻ con ấy, quánh cứ lưới bảo cho cháu căng cái lưới 20 công, căng 30 nữa là 50. Xong rồi là đánh 10 cân. Thế là ngon, 12 cân đánh không cầu không đi đâu. Thằng nào lên được 15 cái tầm miễn phí cho sân cho luôn. 1 2 3 Ui giời, 4 Ui giời, tay xuống. Tiếp đi, ứng thử viên tiếp theo đi. Ui giời, chịu thua rồi à? Không thằng nào chơi nữa. 15 cái hơi khoai à?